nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tường cờ bạc đến trắng tay, tuổi già không vợ không con. Là tài tử cải lương từng được nhiều người mến mộ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lại có cuộc đời thăng trầm, tuổi trẻ cờ bạc, tuổi già sống không vợ không con. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là tài tử cải lương hàng đầu miền Nam. Năm 1990, vẻ đẹp trai, hào hoa, phong nhã, giọng hát ngọt ngào đã giúp Vũ Linh đứng lên đỉnh vinh quang. Đi hát đến đâu được khán giả săn đón đến đó. Thời kỳ đỉnh cao của Vũ Linh gắn liền với những vở cải lương nổi tiếng như Hoàng Vọng Phu, Vũ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đã Hát, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Một thời huy hoàng là vậy, nhưng ít ai biết cuộc sống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lại có những giai đoạn đầy biến động. Ông từng lâm vào cảnh trắng tay vì cờ bạc, rượu chè chè nguyên vì thất tình. Ở tuổi 61, Vũ Linh sống cảnh bình dị, không vợ con, chỉ có một cô con gái nuôi nhưng cũng không sống chung. Là ông hoàng cải lương của sân khấu, được nhiều đoàn hát thầm thương trộm nhớ, nhưng Vũ Linh lại có tình duyên lận đận. Ông từng trải qua nhiều mối tình nhưng không thành, trong đó mối tình sâu nặng nhất là với một cô con gái nhà giàu. Vì của cha mẹ có định kiến với kiếp cầm ca nên đã ngắm cạn cấm cản, khiến cả hai không nên duyên vợ chồng. Từ đó ông sa vào cờ bạc tuổi trẻ để vơi đi nỗi sầu. Thời huyền hoàng kim, Vũ Linh rất giàu có, mua được nhà và xe, nhưng tất cả điều đó ông đều đốt hết vào sòng bạc. Ông kể có những trận bạc ông thua một lúc ba ngôi nhà, mẹ ông vì điều này cũng lâm bệnh qua đời. Đến khi thức tỉnh và rời khỏi sòng bạc, Vũ Linh mang nợ gần 1 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ vào những năm 90-2000. Để kiếm tiền trả nợ, Vũ Linh lao vào công việc. Ông nghẹn ngào kể lại khoảng thời gian khó khăn đó. Để có tiền trả nợ, tôi nhận quay video cải lương. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thì gian mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rửa bỏ tất cả những kiếp đen tối. Lúc đó tôi mới thắng câu quan bà, thắng bản thân mình thật khó. Sau cuộc tình không thành, Vũ Linh chung sống với một cô gái và có với nhau một cậu con trai giống ông như tạc. Được Vũ Linh hết một yêu thương, nhưng chẳng may gần 3 tuổi thì con ông lâm bệnh rồi qua đời. Từ đó Vũ Linh đau khổ cùng cực, lại tiếp tục đắm chìm trong rượu chè. Nhờ có người thầy là nghệ sĩ Diệu Miền khuyên bảo, Vũ Linh mới thức tỉnh và quay lại với cuộc sống. Chẳng những thất tình, Vũ Linh còn từng chịu đựng nỗi đau mất con, điều đó khiến ông sa ngã và trắng tay. Khi ánh hào quang không còn, hiện tại ở tuổi 61, Vũ Linh sống bình dị, không vợ không con trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cô con gái nuôi duy nhất của ông cũng đã theo chồng. Trong 2 năm qua, Vũ Linh phải rời xa sân khấu để chữa trị căn bệnh đường ruột. Xuất hiện trong một show diễn vào cuối năm 2019, Vũ Linh chia sẻ sức khỏe hiện đã ổn, chỉ có đôi mắt hơi mờ, nam nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị. Sống một cuộc đời nhiều biến động, Vũ Linh rút ra được chân lý riêng. Ông chia sẻ, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho ta nhiều cơ hội. Con người cần làm việc giúp cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian. Vì điều đó, Vũ Linh về sau hát chủ yếu để làm từ thiện. Hiện nay, ông xây dựng được 11 mái ấm tình thương dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ông cho biết đó mới là hạnh phúc của mình. Từng có tin đồn rằng Vũ Linh giải nghệ, song Vũ Linh lên tiếng phủ nhận điều này và khẳng định sẽ còn cống hiến cho nghệ thuật đến cùng. Từng có một thời huy hoàng khó ai sánh được. Có thể nói, nếu như không có những biến động trong cuộc đời, có lẽ giờ đây nghệ sĩ tú Vũ Linh có một cuộc sống khác hẳn. Vì thời hoàng kim đã qua, nhưng những cống hiến của Vũ Linh dành cho nghệ thuật sẽ còn mãi.
Tuy không có con ruột, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn có nhiều con nuôi, trong đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, người được cho là giống ông Thi Đức. Chẳng những gương mặt mà đến cả dáng nhất và giọng ca, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân được nghệ sĩ Bạch Long vô tình phát hiện trong một đám cưới và ông đã đưa về gia nhập đoàn hát Đồng Ấu Bạch Long của mình. Tuy có phong cách hát cải lương, diễn xuất giống Vũ Linh đến 90%, nhưng Vũ Linh khẳng định mình đã nghe Vũ Linh hát và nhận thấy đó không phải là sự bắt chước mà là ngẫu nhiên giống nhau. Yêu mến chàng trai này nên Vũ Linh nhận Vũ Linh làm con nuôi, giúp đỡ rất nhiều cho Vũ Linh trong sự nghiệp. Về sau dù đã định cư tại Mỹ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mỗi lần về nước đều đến thăm cha nuôi. Tình cảm của họ vô cùng kháng khích, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không có con ruột, nhưng Vũ Linh cũng có một người con trai nuôi rất hiếu thuận. Giải mã về sự giống nhau đến kỳ lạ từ gương mặt, dáng đi cho đến giọng ca, nghệ sĩ Vũ Linh cho biết từng nghe người trong nghề nói có một diễn viên trẻ ca giống anh lắm. Ngoài việc thần tượng anh qua nhiều vai diễn, chàng trai này đã thổi thêm sức trẻ trung, tươi mới vào trong cách ca, dù lúc đó chưa hề biết diễn xuất. Về cách ca, Vũ Linh nhiễm từ hơi ca và cách nhắc hơi, ngân luyến kể cả cách sắp câu trong văn bài giọng cổ. Điều này không phải là sự bắt chước mà là sự ngẫu nhiên giống nhau đến 90%. Sau này khi gặp Vũ Linh, tôi xem em hát mà nhận thấy đó không phải là sự bắt chước mà là cùng chung một chất giọng. Cộng với thích nghe tôi ca, rồi hát theo, học hỏi và tạo cho mình một cách ca giống với thần tượng, Vũ Linh nói. Trước đây trong làng sân khấu từng có những thầy trò giống nhau trong tư cách ca như đệ nhất danh ca Út Trà Ôn và nghệ sĩ ưu tú Phương Quang. Ban đầu nghệ sĩ ưu tú Phương Quang theo cách thể hiện của thần tượng vì ông mê đắm cách ca trầm ấm. Rồi sau được bà bầu Kim Chưởng mời về làm đoàn cùng bà, ông đã tìm cách thoát ra cái bóng quá lớn của người thầy. Còn với Vũ Linh, tôi nhận thấy em có những bước tiến trong nghề và quý nhất là nỗ lực gây dựng sân khấu cho bản thân. Tôi nhận Vũ Linh làm con nuôi, đỡ đầu em trong quá trình phát triển nghệ thuật và từng bước điều chỉnh đem thoát khỏi cách ca diễn chỉ để chỉ là mang âm ngữ, chứ đừng quá rập khuôn sẽ mất đi cái nét riêng của mình. Và Vũ Linh đã làm được, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận xét như vậy. Còn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, anh thừa nhận mình có chất giọng giống cha nuôi nhưng anh không cố tình bắt chước. Thậm chí khi ngày đầu bước chân vào nghề hát, anh chưa một lần được xem Vũ Linh hát trên sân khấu mà chỉ nghe qua radio, băng đĩa thời đó. Mỗi lần tôi làm sai một điều gì tối kỵ trong nghề, cha nuôi bắt tôi quỳ gối 2 giờ cho bỏ cái tật ham chơi, bỏ bê giờ tập. Ban đầu tôi khóc vì cho rằng mình oan ức vì cha nuôi quá nghiêm khắc. Nhưng sau này tôi hiểu nếu không có sự nghiêm khắc đó thì tôi không đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà suốt đời chỉ đi hát đám cưới, đám tang. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.